câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phản pháo án phạt của ban cấp phép VFF. Bị ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phạt do chưa đáp ứng tiêu chí cấp phép nhân lực hành chính hạng B. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản phản pháo lại đề nghị kỷ luật cảnh cáo của VFF với đội bóng phố núi. Nội dung cuộc họp hôm 6 tháng 10, ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định cấp phép cho 9 câu lạc bộ tham dự V-League 2023 gồm Hà Nội, Bình Định, BKM Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Hai câu lạc bộ được cấp phép kèm biện pháp phạt gồm Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa do chưa đáp ứng tiêu chí cấp phép nhân lực hành chính hạng B. Ban cấp phép thống nhất với việc sẽ đề xuất ban chấp hành VFF xem xét áp dụng chính sách ngoại lệ đối với Viettel và Hải Phòng theo cam kết và lộ trình hoàn thiện tiêu chí cấp phép bắt buộc của câu lạc bộ. Theo đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị phạt vì chưa có huấn luyện viên thể lực có bằng cấp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã gửi công văn cho VFF phản ứng đề xuất của ban cấp phép VFF cảnh cáo. Đội bóng của Bồ Đức do chưa có huấn luyện viên thể lực có bằng cấp theo quy định của AFC. Nội dung văn bản viết, với tư cách là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, tôi với tư cách là giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có nhận được phiếu trình xin ý kiến 332. 333 VTRBTTK ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc cấp phép ngoại lệ kèm biện pháp phạt cho câu lạc bộ bóng đá Viettel. Câu lạc bộ Hải Phòng tham dự giải vô địch quốc gia năm 2023, đồng thời phiếu trình giải quyết công việc. Trong đó có việc phạt cảnh cáo hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thanh Hóa vì tiêu chí không đáp ứng nhân lực hành chính hạng B. Phường 18 HLV thể lực đội 1. Trước đó, qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi đã nhận được quyết định đề nghị cảnh cáo của VFF. Là một thành viên tích cực của VFF trong suốt hơn 20 năm qua với nhiều đóng góp trong từng giai đoạn thăng trầm của bóng đá Việt Nam. Việc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thiếu tiêu chí bằng cấp huấn luyện viên thể lực đội 1 có xứng đáng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo hay không? Trong hai năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chính phủ, các ban ngành và nhân dân cả nước tập trung ưu tiên chống dịch cứu người. Năm 2022, khi đại dịch đã từng bước khống chế, bóng đá Việt Nam đã trở lại. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp tuân thủ tốt trong quá trình tham gia các giải đấu từ các cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp, trong đó đóng góp các tuyển thủ cho các đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế. Trong điều kiện dịch bệnh, việc các câu lạc bộ vẫn còn thiếu một số tiêu chí trong cấp phép do những điều kiện khách quan hoặc một lý do bất khả kháng. Cần có thời gian để hoàn thiện những tiêu chí này không ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển câu lạc bộ như thiếu hụt tài chính, nợ lương huấn luyện viên, cầu thủ, nợ thuế nhà nước, nợ tiền khách sạn, nhà hàng vì không có khả năng chi trả. Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo các câu lạc bộ luôn nỗ lực cao nhất trong khả năng có thể để xây dựng đội bóng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Từ đó thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, các nhà tài trợ. Có thể nói, đó phải là điều đáng được VFF ghi nhận nhất dành cho những doanh nghiệp đầu tư cho bóng đá. Hàng năm, các doanh nghiệp đầu tư từ 60 đến 70 tỷ đồng, thậm chí hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ vì thiếu một tiêu chí, VFF đã vội vàng ra quyết định cảnh cáo các câu lạc bộ và thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hình ảnh của các câu lạc bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kêu gọi các nhà tài trợ và thu hút người hâm mộ ủng hộ đội bóng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết ban cấp phép VFF cũng không có bất kỳ một cuộc trao đổi nào với lãnh đạo các câu lạc bộ để tìm cách hỗ trợ tháo gỡ, khắc phục thiếu sót trên trước khi đưa ra quyết định kỷ luật. Vì vậy, đoạn cuối của văn bản do lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi lên VFF nhấn mạnh việc ra quyết định như vậy có hợp lý hợp tình. Có đúng với phương châm của VFF là ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam, vì bóng đá Việt Nam. Bằng công văn này, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến chính thức của lãnh đạo VFF và quyền chủ tịch VFF.